nhớ không, chuyện tình xưa đã qua màu, lời qua bao nhiêu tháng năm, lời hẹn hò ai nhớ không. Ôi tình em mãi ta xa nhau rồi, ôi từ biệt quá như những trong đời, bên nhau bài hát cuối nên chỉ đời gian dối, bên nhau những lần ta chót gặp nhau, bài cuối cho người tình mà sao thấy tăng trình, rồi hồn theo dấu nhớ. Hello 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 hello, mưa gió quá, nước Mỹ gì đâu mà gió mà mưa, sập cây sập cổ, nước lụt qua bên đường. Chào Trinh Phạm, mấy em này bận rộn quá chưa có đi công chuyện cho mày. Bữa hổm tao nói tao đi ra ngoài kia tao làm công chuyện cho mày mà chưa đi được. Mẹ nó mưa vậy mà cây cối nó gãy đồ mà còn hơn là đồ ở bên Việt Nam nữa. Trời mưa bông bông bà bông, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, ở nhà con ở với trai. Alo. Alo, xin chào anh. Chào mày. Chào đại ca nhá. Đại ca tao lại mày nha. Chào mày nha. Đại ca tao lại mày. Đều mày mưa to quá cho nên chịu không nổi mày. Mưa to quá anh. Mẹ bên tao không mình bắt cali đây mà mưa nó ngập tràn ở ngoài đường trăm cây số. Đây là cái mưa gió này là tại cộng sản phải không? Chắc thế. Cái gì thế nào? À thế. Cộng sản qua đi đào đất. Trời, không cộng sản qua đi đào đất, không cào đất. À thế. Mới mới lỡ bị sạt lở. Mà sạt lở thế ấy. Ở ngoài Thái Bình hôm nay mưa mày, không có mưa, không có lạnh hả? Ôi em hôm nay là nắng đẹp luôn đấy chứ. Thôi à. À. Tao nãy tao mới từ San Francisco, từ những chỗ cái khách sạn tao về đó tao làm. Mưa mà sao luôn, mình thấy những cây vòng qua cái chỗ cái hố mà nó không biết rồi. Ôi xa cả góc núi thế này, góc đồi nó. Đồi cao nha mày, những cây. Mày thấy cái cần cẩu mà nó cẩu xuống, nếu mẹ nó xuống rồi nó cẩu xuống là bao nhiêu cái trên thước, tự trên đó là mấy trăm thước mà cẩu xuống đó. Nếu mẹ ôi trời kinh nghiệp quá, cây bồng bồng sau nhà tao là nó gãy rớt xuống, mà nó rớt xuống rớt sợ luôn. À thế dạ, rớt ớn luôn. Bước nọ người ta nói tao đi công chuyện cho mày mà tao chưa thời gian đi, chắc từ bữa tao đi giờ rồi. Vâng mày, ê chính mày ở ngoài cái chỗ mà mình mà cái chỗ hồi đó mày xuống cái chỗ mà gì cái chỗ mà cái Thái Bình mình đi xuống với quá ấy là xa không ta, đi Tuyên Quang vậy đó, chỗ mày hồi đó mày đi xuống xa nhỉ? Vâng, khoảng mấy trăm cây. Điều mẹ tao mẹ chưa quẩn điều mồng chơi cho nó vui. À, bác về Việt Nam đi để đi chơi. Ôi, đơn giản mà ra đường xa ở Việt Nam bây giờ ra thì xa nó nhanh mà. Đơn giản mà. Mình nghĩ tao bao giờ tao rảnh không chứ. Vừa đấy bác bảo là bây giờ bác muốn về đi chơi vòng tí. Bỏ cho thằng kia nó coi thì thằng Mỹ nó coi được mà được, mẹ nó coi rồi mẹ nó cũng tao đi cho bóng tao đi nó cũng đi theo tao, mẹ nó cái thằng cũ lâu rồi. Anh đang đi làm về à? Ừ, muốn về tao ít làm, tao để cho mấy người nó làm chứ, Minh rồi mấy người nó làm 6-7 người.
Hôm nay thứ sáu thì tới thì cứ đi phát lương không biết mà phát lương thì có làm gì. Đồ ớn nữa chơi chơi mình chơi từ nhà, nhà lông chó đến giờ là cũng mấy năm rồi, 7 năm 6 năm rồi là như hai chưa 6 năm rồi, 7 năm rồi, 7 năm 7 năm nay cũng mẹ từ sân tây được mẹ chuẩn từ tiếng Pháp và tiếng Campuchia rồi mọi người coi cái cây nhà tao nó là cây ngay cây nhà tao thấy không, cái đổ người ta phải cắt cái đó à. kia cây cắt cái đó cắt cái bụng ngụm ngụm nó quê cây trước Lắm đó lắm để củi nó đó gớm bây giờ làm gì củi nó làm gì vứt đi chứ bên Mỹ nó ai xài củi mày à. À. Cây cái về làm nhà cây nó giờ chỉ có bước đi thành phố nó xuống nhai làm xà bần thôi. bạn làm sao bạn đấy Nhai xong nó làm xà bần nó bỏ vô máy xay nó xay làm xà bần cái chủ nó ở Mỹ Thì ai ai vụ ăn mấy cái cây này thì ở Việt Nam thì làm đi làm bà chủ bàn ghế là được chứ. ở bên nó đang mưa nhỉ? Đều mà mưa dăm về nó nói là mưa mưa rồi cái thằng hàng xóm ta được cả cây nó bị đò cái thằng hàng xóm nó nè cây nó bị gãy mà bữa giờ nó cũng chưa xuống ấy đụng mà đổ nát cây luôn đó nhưng má cộng sản chứ này cộng sản Việt Nam ác quá đụng Nhiều lắm thế nhỉ, bên đi lắm, bên 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 đi lắm cộng sản thế. cái Anh là trùm cộng sản còn gì nữa. Đấy, công phản Nam vùng đấy. Đúng anh ơi. Mấy người sáng nay ở đây mà không có. Rồi, chỗ nào chả có. Chứ mình nghĩ thì đồng Asia nó ở đâu nó không có mà đồng không lẽ cộng sản Việt Nam mình cũng Rồi, đại qua đây hả? đến Ngô Kỷ nó còn bảo Phan Kỳ Nhơn là cộng sản trung cộng sản. Ai nói chữ lộn Hay đó. đừng bán nói con chó giờ đi ở tù mày À thế. cái nó chuyến này nó hơi nặng à 2 năm đó. Ngu chết rồi được mẹ Nào. thử Anh chế luôn like mọi người tối nhé. Em thì bắt đầu là vào làm việc. ok ok thôi mày chơi vui vẻ nha. Rồi nhé.